chúng ta không sử dụng Vaseline cho những vết thương. Trước đây mọi người quan niệm rằng Vaseline được dùng bôi lên các vết thương để ngăn ngừa sự nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Nhưng thực tế, Vaseline không phải là chất kháng sinh hay chất sát trùng, do đó nó không có sự kìm hãm hay tiêu diệt vi khuẩn. Nếu chúng ta sử dụng Vaseline bôi lên những vết thương đã có nhiễm khuẩn thì vết thương đấy có thể càng trở nên nặng hơn do vi khuẩn phát triển ngày càng mạnh mẽ. Do đó, chúng ta không nên sử dụng Vaseline bôi lên các vết thương. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện cùng dược sĩ. Hôm nay tôi quay lại chia sẻ với mọi người về chủ đề cách sử dụng Vaseline làm sao cho hợp lý. Ở nhà các bạn có Vaseline không? Nói đến Vaseline thì có lẽ mọi người đều biết về sản phẩm này. Vì đây là một sản phẩm được dùng khá là phổ biến trong vai trò giữ ẩm. Tôi thường sử dụng Vaseline để bôi lên môi hoặc bôi lên da khi mà da khô, trời hanh, da khô nứt nẻ. Và có nhiều người thì sử dụng Vaseline để bôi vào gót chân trong trường hợp mà gì ạ, cũng do trời hanh và nứt gót chân. Còn bạn thì sử dụng Vaseline trong trường hợp nào? Chúng ta biết rằng là Vaseline là một sản phẩm sử dụng khá là phổ biến. Vậy thì đã bao giờ mọi người nghe đến cái nhận định rằng là Vaseline là một chất gây ung thư chưa? Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về xem thử là cái nhận định này có đúng không nhé. Thực chất thì bản thân Vaseline nó không phải là tên của hoạt chất và nó chỉ là một tên thương mại do một công ty đặt cho nó. Vậy thực ra Vaseline tên hoạt chất của nó là gì? Vào năm 1872, một người có tên là Robert T. Ross đã chiết xuất được một chất có tên gọi là petrolatum. Và ông từ quá trình sản xuất dầu mỏ. Và sau đấy thì ông đã đặt tên cho cái hoạt chất petrolatum này là Vaseline và thương mại hóa nó lên. Như vậy là Vaseline chỉ là tên thương mại và cái hoạt chất chính của nó chính là petrolatum. Vậy tại sao lại có nhận định nói rằng là Vaseline là một chất có thể gây ung thư? Trong quá trình tinh chế xăng dầu từ dầu thô có thể tạo ra một chất có tên gọi là PHA. Đây là một chất có khả năng gây ung thư và là nó là một thành phần có trong khói của ô tô, xe máy. Nó là cái thành phần ở trong khói thuốc lá và thức ăn bị cháy. Và cái chất này nó cũng có thể có mặt ở trong Vaseline trong quá trình chúng ta tinh chế. Vì bản thân Vaseline nó cũng là một sản phẩm của quá trình chiết xuất từ dầu thô. Đó chính là lý do vì sao người ta nói rằng là Vaseline có thể gây chất ung thư. Tuy nhiên, Vaseline chỉ gây ung thư khi mà dễ có sự trộn lẫn của PHA. Còn nếu như quá trình tinh chế của chúng ta sàng lọc được hết PHA ra khỏi thành phần của Vaseline thì Vaseline đấy khá là an toàn. Và có một câu hỏi chúng ta đặt ra rằng là liệu thì petrolatum là hoạt chất chính của Vaseline thì có gây hại gì cho cơ thể khi nó được đưa vào cơ thể hay không? Vì bản thân petrolatum có khả năng thấm sâu vào da rất tốt. Và để chúng ta có thể giảm thiểu được các cái tác dụng mà không mong muốn do petrolatum gây ra thì điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đó chính là chúng ta sử dụng Vaseline đúng cách. Vậy sử dụng Vaseline như thế nào được gọi là đúng cách? Để sử dụng Vaseline đúng cách thì các bạn cần tuân thủ 4 điều sau. Thứ nhất, chúng ta không sử dụng Vaseline cho những vết thương. Trước đây mọi người quan niệm rằng Vaseline được dùng bôi lên các vết thương để ngăn ngừa sự nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Nhưng thực tế, Vaseline không phải là chất kháng sinh hay chất sát trùng, do đó nó không có sự kìm hãm hay tiêu diệt vi khuẩn. Nếu chúng ta sử dụng Vaseline bôi lên những vết thương đã có nhiễm khuẩn thì vết thương đấy có thể càng trở nên nặng hơn do vi khuẩn phát triển ngày càng mạnh mẽ. Do đó, chúng ta không nên sử dụng Vaseline bôi lên các vết thương. Và điều đó cũng có nghĩa rằng là chúng ta không được sử dụng Vaseline bôi lên những vùng da bị mụn, nhọt. Thứ hai đó là chúng ta không sử dụng Vaseline bôi lên các vết bỏng.
Vì chúng ta biết rằng bỏng là hiện tượng do chúng ta tiếp cơ thể chúng ta tiếp xúc với một lượng nhiệt quá lớn ngoài sức chịu đựng của cơ thể. Và ở những vùng da bị bỏng thì lượng nhiệt nó sẽ khá là lớn. Nếu chúng ta sử dụng Vaseline bôi lên các vết bỏng thì lượng nhiệt này nó sẽ không thoát ra ngoài được và nó sẽ làm tăng cái khả năng bị bỏng lên, làm cho bỏng chúng ta nặng hơn. Thứ ba là chúng ta cần phải tránh sử dụng Vaseline dính vào mắt và miệng của cơ thể. Chúng ta biết rằng là petrolatum khi bôi lên da thì bản thân nó là sơn dầu, cho nên cái khả năng thấm qua da rất là khó khăn để đi vào tuần hoàn chung. Nhưng nếu chúng ta bôi Vaseline nó dính vào miệng hoặc vào mắt thì nó có thể đi vào tuần hoàn chung của cơ thể và gây ra những tác dụng không mong muốn. Chúng ta có thể giữ ẩm cho môi bằng các sản phẩm khác thay cho Vaseline, ví dụ như dầu thực vật. Vì vậy, để tránh những cái tác dụng không mong muốn có thể xảy ra khi petrolatum hay là Vaseline được thấm vào tuần hoàn chung thì chúng ta nên lựa chọn những chế phẩm an toàn hơn đối với cơ thể. Thứ tư là chúng ta không được sử dụng Vaseline giống như một gel bôi trơn âm đạo. Chúng ta biết rằng là cái niêm mạc âm đạo là một cái niêm mạc nó khá là mỏng. Do đó là, và thứ hai nữa rằng là cái Vaseline là một chất thân dầu, nó sẽ rất khó hấp thu vào cơ thể. Vì thế khi chúng ta sử dụng Vaseline như một gel bôi trơn âm đạo thì Vaseline có thể tồn tại khá lâu âm đạo, gây khó chịu và có thể là gây những tác dụng không mong muốn do petrolatum gây ra. Trên đây là chia sẻ của tôi về cách sử dụng Vaseline đúng cách. Và các bạn nên lựa chọn những chế phẩm Vaseline đã được tinh chế mà loại bỏ hết hoàn toàn PHA, một chất gây ung thư. Thứ hai nữa là chúng ta cần tuân thủ 4 điều tôi vừa chia sẻ với mọi người để đảm bảo rằng việc sử dụng Vaseline của chúng ta an toàn mà hiệu quả. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy để lại cho tôi một lượt like và nhớ đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!